Cô Nhung xin chào tất cả các bạn lớp trời ba. Các bạn ơi, ở nhà các bạn đã giúp mẹ mình những công việc gì? Các bạn có thể kể cô Nhung nghe được không? À, cô Nhung hôm nay sẽ hướng dẫn các con một hoạt động. À, cô Nhung nghĩ là các con sẽ giúp được ba mẹ mình ở nhà đó các con. Đó là kỹ năng bóc vỏ trứng. Và nguyên vật liệu hôm nay cô Nhung sử dụng đó là trứng cút. Để làm được hoạt động này, cô Nhung chuẩn bị những nguyên vật liệu sau. Đây là hộp nhựa nè các con. Và không thể thiếu ở đây đó chính là trứng cút. Trứng cút này cô Nhung đã luộc chín sẵn rồi đó các con. Và cái dĩa này để khi mình bóc vỏ trứng xong mình để lên đây. Và cái dĩa này là để đựng vỏ quả trứng. Và một khăn để lau tay các con nhé. Bây giờ cô Nhung sẽ hướng dẫn các con hai cách bóc vỏ trứng các con nhé. Mình hãy đến cách thứ nhất đây. Rồi xin mời các con nhé. Đầu tiên cô sẽ chọn hai quả trứng cút. Đây một quả. Và quả thứ hai, cô đập hai quả trứng cút vào nhau. Và mình cùng lột vỏ, bóc vỏ trứng các con nhé. Con nhớ bóc cẩn thận, từ từ và nhẹ nhàng các con nhé. Cần sự khéo léo và cẩn thận đó các con. Cô Nhung đã bóc xong rồi nè. Rồi bây giờ cô Nhung sẽ đặt vào đây nha. Bây giờ cô Nhung sẽ hướng dẫn các con cách thứ hai. Cô Nhung mở cái hộp ra, cho những quả trứng cút này vào. Sau đó cô Nhung đậy nắp lại và lắc lên nào. Sau khi mình lắc cái hộp để cho lớp vỏ trứng cút vỡ ra thì bây giờ cô Nhung sẽ mở cái hộp và cô Nhung sẽ bóc vỏ trứng cút các con nhé. Cũng như cách 1, cô Nhung nhẹ nhàng, cẩn thận và khéo léo bóc từng mảng một của lớp vỏ trứng cút. Cách này cũng rất là nhanh nè các con. Và cứ thế mình sẽ bóc những quả còn lại các con nhé. Ở kỹ năng này rất cần sự khéo léo, cẩn thận và tỉ mỉ của các con nghe. Cứ như thế mình bóc cho hết những cái quả trứng còn lại các con nhé. Cô Nhung vừa hướng dẫn cho các con cách bóc vỏ trứng cút. Thật là đơn giản phải không các con? Cô Nhung nghĩ và tin là bạn nào cũng sẽ thực hiện được. À, các con nhớ ở nhà giúp ông bà cha mẹ. Đây là công việc rất đơn giản nè. Cô Nhung chúc tất cả các con thành công nha. Hẹn gặp lại các con. Xin chào và hẹn gặp lại nè. Xin chào.